Kính thưa toàn thể quý vị, và để khép lại chương trình hát với nhau tại sân khấu Nguyễn Hoàng ngày hôm nay, Nguyễn Lê xin được gửi tặng đến toàn thể quý vị một sáng tác của tác giả Nguyễn Nhân Lên, bài được mang tên Tôi yêu cải lương, và phần thể hiện của Nguyễn Nhân Lên và Ngọc Bích. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bằng niềm đam mê trở
đẹp trai ở trong tim. Âm sáng bắt những dây tuồng em yêu thích nhất. Trên sân khấu đèn hoa của những dây tuồng em đã diễn. Quá thân vào nhân vật từ cuộc sống buồn đau nghèo khổ đến niềm vui hạnh phúc nhất trên đời. Kết nối anh mê từ cuộc sống đời thương. Cứ mỗi lần em cất cao giọng nhất là tim lòng nghe xa tiếng nào nào. Muôn mặt cuộc đời em đã diễn tròn giấy, vỡ tuồng khép lại sao anh đẹp sân khấu. Trở lại đời thương với cuộc sống buồn nhiên của người con xa quê yêu mặt đất hiền qua. Cài luôn yêu sân khấu, yêu dây tuồng em diện. Em vẫn như hoài điệu ly câu ca, những bản nhạc lòng anh từng sáng tác. Cung đàn xưa dần trôi nhịp dân dương, năm cung bậc hòa thử sang xây công. Mãi đi vào hơi thở hồn dân tộc, trọn quê hương Việt Nam tươi đẹp gắn ngời. Giây phút nghẹn ngào trong nỗi nhớ niềm thương, khi sân khấu cài hương vẫn còn những trái tim đồng điệu. Năm tháng trôi qua giờ anh là tác giả, còn em là nghệ sĩ hát cải lương. Hân hoan chào mừng toàn thể vị khán giả đang đến với chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Nguyễn Hoàng là ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Nguyễn Lê thay mặt những người thực hiện chương trình được gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể vị, nhằm tạo ra một sân chơi bổ thiết thực lành mạnh vào mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần tại sân khấu Nguyễn Hoàng lại được sáng đèn để phục vụ toàn thể vị khán giả xa gần. Và quý vị yêu thích chương trình đừng quên giới thiệu bạn bè người thân đến xem hát giao lưu và cùng trải nghiệm với sân khấu Nguyễn Hoàng ở những bản tình khúc bolero, những bài bản dòng cổ cải lương cũng như kết hợp với những bài hát cùng với những vũ điệu khiêu vũ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị một đêm giao lưu thưởng thức văn nghệ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể vị, và để mở đầu cho chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay, Nguyễn Lê xin mời vị cùng thưởng thức một lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Chuyện tình An Lộc Sơn. Xin mời vị cùng thưởng thức. Thái chân ơi, ta từ tỉnh Nam ăn quả lễ chi về Nhân An đây. Hoàng sa ngần trung dập dồn gió câu, không dừng chân cuối chung miệt mài. Dù nhọc nhằn mơ tuôn sương ơi, không mang chân gì ai. Đường về Dương An quân xa thì ngàn che lối, lòng nôn nao chân tặng thái chân. Qua lễ chi trái ngon cần tên, ngài nhớ đến người thương. Thank you.
xin đem chút tài ký má gời khói trường an thương nhớ trên lưng ngựa tay nâng niu giữ dẹp hoa tươi hồng. Lòng nôn nấu vườn mi cánh quả thơm nồng coi như mây lông câu trổ tài thiên ly tại người nóng lòng hãy ngựa nàng chân bông đây tâm tình có mang tương an lộc sơn còn nhiệt quá thanh dung về cờ dài lo cháy mất con còn hơn mất ai tay nâng niu hoa lệ chi như yêu quý bản thân mình hoa lệ chi trái ngò thơm linh nam gió mưa trắng trùng chân bước đi mời dân nương nương với bao quyền chân thành lòng ta nỗi nhung nhằn gian khó nói sao để rơi thôi đời luôn luôn đối thay ta tránh mình không ai số phận dù bên nhau trong tất cả hãy chân ơi đường minh hoàng giữ được nàng nhờ mỗi chân mới cao tuyệt tình còn ta ta chiếm lại nàng bằng quỷ vũ con tim án lộc sơn này thề dẫu cho làm trời đất ngã nghiêng hay sức mạnh làm phong ba bảo tô ta phải giành lại lấy chân người ta yêu quý gom cả gian sang về đặt dưới chân nàng đó là tâm tình của mang tương an lộc sơn yêu dương tay chân có một ai có quyền thay đổi trời đất hôm nay bồng danh màu tan tóc ta không cho nàng hay đang không cho ta dần dần. Kính thưa tất cả quý vị và nối tiếp chương trình, đã xin được mời vị cùng thưởng thức một lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Đêm lạnh chùa quan sáng tác của soạn giả Yên Lan. Và lớp chụp đoạn này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Thanh Đạm. Và Nguyễn Văn Lên xin được phép trò diễn cùng với Thanh Đạm bài hát này. Bảo xin ơi,
này thấy ta lá ngôi dân hồ mình và mùa thu đã chết từ hôm nào. Thôi anh một chút tình này không bước vào đường yêu thì đâu tan giờ giấc mơ đâu. Bảo Duyên ơi định mệnh sẽ phủ phàm ngàn trai suối chúng mình phải đôi ngả chia ly. Chút lát nữa đây chúng mình chia cách rượu đắng trình tạm biệt một lần. Chúng giá
lòng nhớ thương. Ôi quang thù ngang đường. Sơn ca ơi, chốc lát nữa đây, một trong hai ta sẽ có người gục lại, sẽ cúi đầu buồn bã tiễn người đi dạng kỳ không về. Thiên thắng dịch quang sao mắt lệ đậm kia, sao trời xanh hai ta không cùng chung giới tiên cho lên trợ diễn. Oh,
xưa đã phai dần theo năm tháng. Nhưng tình của đôi ta dù mưa nắng chẳng phai. Thank you.
sầu chớ nàng chớ dầm trường sỏi đá. Hãy đến bên anh hát lên bài ca thương nhớ, hát đi em bài hát của ngày xưa. Nếu mai này tình ta cách ngần, em suốt đời trông mong người. Ngày xưa chung bóng hoa dưới trăng, dấu mây ly biệt nhân tình ngàn năm không cách ngăn. Không cách ngăn sao em buồn em khóc, hãy vui lên chờ đợi mỗi anh về. Nếu mai đây ta không còn bên nhau nữa, thì bây giờ hãy uống cạn lời thương. Lời thương hãy uống cho say, vui trọn đêm này đừng nói xa. Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình lên sẽ được bài vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Nguyễn Phương, lớp trích đoạn trong vở tuồng Cải Lương được mang tên Tình Sử Quyền Chân. Và với lớp trích đoạn này xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Chân lên và Tiết Qua. Xin mời chị Tiết Qua lên trò diễn ạ. Và tiết mục số 11 chuẩn bị. Phủ hoàng vừa ban chiếu chỉ tương, phần nữ nhi thiếp phải cúi đầu tuân theo xuống. Tiệc rượu đêm nay xin mời khách chung để rồi mai này quyền chân yên lòng tự hành hôn lễ theo dòng về.
quyền chân khắp chung xin mời
và uống cạn. Chân ta sẽ uống đây. Và với bài hát này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Thúy Hằng. Và xin mời anh Công Khanh lên trợ diễn. Ca chợ mới hồi nào, giá bao nhiêu tuổi nha, mà ai bao gần chợ mới nơi đó tôi có
Thằng Tâm có cái tánh cọc cằn, sợ con Hồng sau này bị nó ăn. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ ngợi buồn cho người đi kẻ ở. Rồi gặp anh hai, ảnh bảo thằng Tâm
bây giờ là thượng sĩ. Tâm nết hiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái chầu trên tay dừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Giờ đi bộ đội mà thật lắm nay đã nên người. Nếu nó chưa có nơi nào gặp kia, đợi nó về mẹ sẽ rồi chạy ra sau hai tay ôm mặt nước mắt thương chờ dài mãi dưới lòng son chờ mới đón anh đón người về mới còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về không em.